Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại kênh Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Hôm nay thì em sẽ lên bộ cấu hình của những thiết bị loa đẩy vang mic. Chế là một con đẩy HM. Dòng này thì em đã giới thiệu các bác rất là nhiều rồi. Con này công suất của nó là 1200W một kênh. Để mà đánh những cái dòng loa bass 30 như này thì đánh hai cặp. Hai cặp các bác đánh thoải mái nhá. Đấy. Mức giá là 5,5 triệu các bác nhé. Còn con vang Shiso T3. Đấy. Shiso T3 nhờ đây là cái hãng khác nó làm thì nó in là T5 nhưng nó chạy phần mềm đây, phần mềm các bác nhé, phần mềm T3. Đấy. Giá 2.900.000 mà bộ mic Byvert vỉ tím giá 2 triệu. Đấy. giá sell hết cỡ các bác ơi. Và còn một cặp loa đồng trục Italy Bass 30. Cặp này thì có giá là 10 triệu các bác nhé, tổng bộ là 20.400.000. Các bác ở xa đến thì có thể em sẽ hỗ trợ một chút tiền xăng xe đi lại, còn anh em nào ở xa mà không đi đến nơi được thì em sẽ hỗ trợ cho các bác cái một chút phí vận chuyển. Còn bây giờ thì em sẽ test thử và chết là hát thử để xem khi thâu qua điện thoại này cái chất âm nó như thế nào. Ca sĩ thể hiện là đến từ đâu nhỉ? Từ Triều Châu. Hôm nay em mới thuê được cô ca sĩ về hát để phục vụ các bác đây. Ok chưa? Dạ. Yeah. Mà em yên hết nay mấy về thương anh,
cái con đẩy này, cái chất âm mộc của nó đã hay lắm rồi các bác nhá. Đấy, thì khi mà ghép những cái loại vang như Shiso này thì nó cũng là thuộc dòng đẳng cấp rồi, thì các bác cũng không cần phải chơi thêm equalizer hay là lưng tiếng làm gì cho nó khí, là chỉ cần đẩy hay, vang hay.